Cái thằng. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta tiếp tục với cái loạt bài Android Animation. Thì ở bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn hai cái phần mà chúng ta sử dụng cái thằng Recycle View Layout Animation. Thì bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể vào cái danh sách pháp Android Animation của mình, bài số 08 và 09 để theo dõi hai cái video này nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái animation nữa và mình đặt tên là Toolbar Animation. Thì ở đây thì là một cái tutorial mà mình đã chuẩn bị từ trước. Thì ở đây chúng ta có một thằng Recycle View. Thì khi mà chúng ta scroll cái thằng Recycle View như thế này thì các bạn nhìn thấy này, cái thằng Toolbar nó sẽ expand và collapse và nó sử dụng một cái animation rất là đẹp như thế này. Đây các bạn nhìn thấy. Ok. Đó. Và ở đây thì chúng ta có sử dụng thêm một cái floating action button. Thì khi mà ở trạng thái là collapse thì nó sẽ lên trên cái thằng Toolbar như thế này, còn khi mà các bạn expand cái thằng này ra thì nó sẽ hiện cái thằng button ở dưới này. Đây, rất là đẹp. Ok, đây chính là thằng Recycle View. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được một cái tutorial như thế này? Ở đây có cả phần menu như thế này, vân vân. Thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào code. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một cái project mới trong Android. Ở đây thì mình tạo rồi và mình đặt tên là Toolbar Animation Tutorial. Ok, rồi chúng ta hãy tìm hiểu những cái thư viện mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta cần sử dụng một cái thư viện của thằng com.google.android.material. Tiếp theo là chúng ta cần một thằng Cycle Image View. Đây, để chúng ta thiết kế cái thằng avatar ở đây. Và cuối cùng là chúng ta cần một thằng palette như thế này. Thì cái này nó sẽ sử dụng ở đâu thì mình sẽ giới thiệu cụ thể ở trong cái phần code sau. Ok, thì tất cả những link của phần này thì mình đều để dưới phần mô tả của video để cho các bạn tiện theo dõi. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt tay vào code. Đây là cái project mà mình đã thực hiện code trước rồi. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ copy bên này và mình sẽ giải thích cho các bạn. Ok, rồi, đầu tiên là chúng ta cần import ba cái thư viện giống như mình vừa giới thiệu ở trên. Đây, các bạn để cấu trúc thư mục là Android. Các bạn mở Gradle Script này. Chúng ta chọn Build Gradle của Module App trong thẻ Dependency. Đầu tiên là chúng ta cần implementation một thằng com.google.android.material và cái phiên bản của nó là 1.2.1 như thế này. Ok. Tiếp theo là chúng ta cần một thằng palette như thế này. Và phiên bản hiện tại của nó là 1.0.0. Và cuối cùng là thằng cycle image view phiên bản 3.1.0. Thì sau khi mà các bạn import thư viện thì các bạn ấn sync now để cho tool code Android Studio nó load cho chúng ta cái thư viện để chúng ta có thể sử dụng. Ok. Rồi. Tiếp theo là các bạn cần chuẩn bị cho mình một số cái image ở bên ngoài để chúng ta làm tư liệu cho cái thằng tutorial của chúng ta. Đây, ở đây thì mình cần chuẩn bị một cái IC Action Add, tức là cái dấu cộng như thế này. Hai cái avatar và một cái là, đây, cái image header như thế này. Ok. Mình sẽ copy cái thằng này vào trong thư mục Drawable. Đây, chúng ta sẽ copy vào Drawable. Như thế này. Ok. Rồi, chúng ta hãy cùng đi thiết kế cái thằng Recycle View. Thì chúng ta cần phải tạo ra một cái thằng Layout Item. Thì các bạn vào phần Layout, chúng ta sẽ tạo ra một cái Layout Item. Đây, mình ví dụ như là mình đặt tên đó là một list các user, cho nên là mình sẽ đặt là Item User như thế này. Và mình ấn Finish. Trong cái thằng Item User này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng một thằng Linear Layout. Cái orientation ở đây thì mình sẽ sử dụng là horizontal. Ok. Cái width thì mình sẽ để là mask parent, còn cái height thì ở đây thì mình sẽ để là wrap content như thế này. Trong thằng này thì mình sẽ khai báo một thằng cycle image view. Đây chính là cái mà chúng ta vừa import. Ở đây mình ví dụ như mình fix đó là 40 dp chẳng hạn. Như thế này. Đó, mình sẽ set cho nó một cái suộc, mình ví dụ như là cái suộc avatar 1 như thế này. Ok. Chúng ta có một cái thằng cycle image view. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó một cái ID, mình ví dụ như là img avatar như thế này. Đó. Ở đây thì mình sẽ thực hiện padding một chút. Ở đây thì mình sẽ padding start là 16 dp. Padding top 16 dp và padding end 16 dp. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ khai báo thêm một cái thằng linear layout. Rồi, mình sẽ để width là mask parent, còn hết ở đây mình cũng để là wrap content như này. Tuy nhiên cái orientation ở đây mình sẽ để là vertical. Ok. Thằng layout này thì mình sẽ để là padding start, mình để là 16 dp. Trong cái thằng layout này thì chúng ta sẽ khai báo hai cái text view, đây một cái hiển thị lên và một cái hiển thị address như này. Ok.
Đây thì mình sẽ khai báo một cái text view, mình để là mass variant web content như thế này. Ở đây mình ví dụ như là mình set một cái text, đó là cái app name, cho các bạn nhìn ở bên này nó như thế nào. Đó, text color thì mình sẽ để là Android black như thế này. Text size, đây mình sẽ để là 16 SP. Ok, rồi mình sẽ copy cái thằng này. Đây, ở đây thì mình sẽ để là 14 SP. Và cái color ở đây mình ví dụ như là mình để gray như thế này chẳng hạn. Đây các bạn nhìn thấy này, ở thằng này thì mình sẽ margin top một cái là 8 dp như thế này. Đây các bạn nhìn thấy hai cái text view của chúng ta. Ok, rồi ở đây thì mình sẽ đặt cho hai id cho cái thằng text view này. Thằng này thì mình sẽ đặt là, đây mình sẽ đặt là text view name, còn thằng này mình sẽ đặt là text view address như thế này. Ok, rồi tiếp theo là chúng ta có một cái dòng kẻ. Mình sẽ khai báo thêm một cái view nữa. Mình sẽ để là mass parent. Hết ở đây mình sẽ để là 1 dp. Ok, background mình sẽ để là color black như thế này. Alpha, đây các bạn gọi alpha như thế này, mình sẽ để là ví dụ như là 0.12 mà mình đóng ngoặc như thế này. Đây thằng này thì mình sẽ margin top 16 dp. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó, đây chính là cái file item của chúng ta, bao gồm có một cái image view, hai cái text view, và chúng ta có một cái dòng kẻ ở dưới này để phân tách giữa các item. Ok, rồi sau khi mà chúng ta thiết kế xong cái thằng item user này thì chúng ta hãy vào cái phần code để chúng ta tạo ra cái adapter. Thì trước khi tạo adapter thì chúng ta cần phải tạo ra một cái đối tượng. Ở đây thì mình sẽ đặt tên là user như thế này. Ok, trong thằng user này thì có những thuộc tính gì? Đầu tiên đó là một thuộc tính in, mình sẽ đặt là resource id. Lý do tại sao? Bởi vì là chúng ta set ảnh từ thư mục drawable, cho nên là chúng ta sẽ cần một cái resource id. Tiếp theo là một cái string name và một cái string address. Đó, thì sau khi khai báo thuộc tính xong thì các bạn ấn on insert, chúng ta sẽ tạo hàm constructor với ba cái thằng thuộc tính này. Ok, cũng như là những cái hàm getter and setter. Đó, rất là nhanh, chúng ta đã tạo xong cái object user. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn tạo cho mình một cái class nữa. Đó, mình đặt tên là user adapter như thế này. Chúng ta sẽ xử lý cái thằng adapter này. Đầu tiên là các bạn khai báo cho mình một cái thằng class, mình đặt là user view holder. Thằng này sẽ được extend từ một thằng recycle view. Đây, chấm view holder, và các bạn đóng ngoặc như thế này. Thì sau khi extend cái thằng này thì chúng ta cần phải create một cái hàm constructor và chúng ta chuyển vào đây cái thằng view. Trong này thì chúng ta sẽ khai báo tất cả những thằng view. Đầu tiên là chúng ta cần một thằng image view, mình đặt là img avatar. Tiếp theo là chúng ta cần một cái text view. Đây, text view name và text view address như thế này. Ok, khai báo view xong thì chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ view thông qua file view by id bằng item view chấm file view by id r chấm id chấm. Đây, tương tự với lại hai thằng text view thì mình sẽ duplicate cái thằng này ra. Text view name và text view address. Đó, đây là tất cả những thành phần view trong cái thằng item user mà chúng ta thiết kế ban đầu. Ok, thì thằng này thì chúng ta sẽ sử dụng ở đâu? Chúng ta sẽ sử dụng trên thằng adapter này. Chúng ta sẽ extend từ một thằng recycle view chấm adapter. Đây, và chúng ta sẽ chuyển cái thằng user view holder vào đây. Đó, thì sau khi mà extend thằng này thì chúng ta sẽ ấn on insert. Chúng ta cần implement lại ba cái method on create view holder, on bin view holder và get item count. Ok, trong này thì các bạn khai báo cho mình một mảng dữ liệu. Đây, kiểu dữ liệu truyền vào ở đây, chúng ta chuyển cái thằng user vào. Mình ví dụ như mình đặt tên ở đây là lead user. Ok, chúng ta import cái thằng lead này. Rồi, tiếp theo là các bạn viết cho mình một cái hàm, mình sẽ đặt tên là set data cho cái thằng adapter này. Tham số truyền vào sẽ là một lead các user.
Đó, đầu tiên thì mình sẽ gán cái thằng mlist user của mình bằng cái thằng tham số truyền vào như thế này, và một cái rất quan trọng đó chính là hàm notify data set train. Ok, chúng ta xử lý ba cái hàm này. Đầu tiên là hàm get item count, thì các bạn check cho mình nếu như mà cái thằng nick user này mà nó khác bằng null, đây thì các bạn return cho mình cái thằng mlist user chấm size như thế này. Trên hàm on create view holder thì các bạn tạo cho mình một thằng view, mình đặt tên là view sẽ bằng layout inspector chấm from, chúng ta sẽ truyền cái thằng view group parent chấm get context vào đây. Ok, chấm inspector r chấm layout chấm item user là chúng ta vừa thiết kế. Tham số tiếp theo sẽ là thằng view group, và tham số cuối cùng thì các bạn để for cho mình như thế này. Rồi, có được thằng view này thì chúng ta sẽ return ra một thằng user view holder, và chúng ta sẽ truyền cái thằng view vào đây. Ok, rồi đến hàm on bin view holder, chúng ta sẽ khai báo một thằng user bằng mlist user chấm guest, và chúng ta sẽ truyền cái thằng position vào đây. Đó, các bạn check cho mình nếu như mà thằng user này mà nó bằng null thì các bạn return cho mình, chúng ta không làm gì cả. Còn nếu như mà nó khác null thì chúng ta sẽ set dữ liệu cho thằng view holder này chấm đây set image resource user chấm get resource id. Ok, tương tự với hai cái text view chấm text view name chấm set text user chấm get name holder chấm text view address chấm set text user chấm get address như thế này. Đó, vậy là chúng ta đã xử lý rất nhanh cái thằng user adapter. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái thằng main activity này để chúng ta thiết kế giao diện chính của cái tutorial. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái thằng main activity này. Đó, thì trước khi mà chúng ta thiết kế giao diện của cái thằng main activity này thì các bạn tạo cho mình hai cái file trong thư mục drawable. Đây, các bạn để cho mình cấu trúc thư mục là project như này đi, mình không quen để cái thằng Android. Thì ở trong cái thư mục drawable như này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file, các bạn chọn new, chúng ta chọn drawable resource file. Đầu tiên mình sẽ đặt tên là screen như này. Ok, ở đây thì các bạn không sử dụng cái thằng selector này mà chúng ta sẽ sử dụng một thằng đây shape như thế này. Ok, các bạn khai báo cho mình một cái thằng Android shape ở đây, và chúng ta sẽ sử dụng cái thằng rectangle như thế này. Trong này thì các bạn khai báo cho mình một cái gradient. Đây, các bạn có thể đóng ngoặc như này luôn. Ở đây thì các bạn sẽ khai báo cho mình một cái thằng angle như thế này. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng góc 90 độ. Ok, cái end color thì các bạn để cho mình là Android color transparent như thế này. Đó, và một cái nữa đó là start color thì các bạn để cho mình một cái mã màu như sau, 66 và 600 như thế này. Đó, đây các bạn nhìn thấy này, chúng ta đã có được một cái background nó nhạt từ trên xuống dưới như thế này. Ok, đây là thằng screen. Tiếp theo là các bạn copy cho mình cái thằng này, chúng ta sẽ tạo ra một cái file nữa và mình sẽ đặt là screen top down. Mình nhấn ok. Ok, thì thằng này nó cũng tương tự giống như thằng screen, tuy nhiên là mình sẽ đổi cái thằng góc này, mình sẽ để là 270 độ như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy không, nó sẽ đảo ngược lại. Đây, cái thằng này thì nó sẽ nhạt từ trên xuống dưới, tuy nhiên cái thằng này nó sẽ đậm từ trên xuống dưới như thế này. Ok, đây là hai file mà chúng ta sẽ để trong thư mục drawable. Rồi, quay trở lại với cái thằng main activity này thì chúng ta sẽ thiết kế giao diện như sau. Đầu tiên ở đây thì mình không sử dụng cái thằng contract layout này, mà các bạn thay thế cho mình cái thằng này. Đây, các bạn gõ cho mình cái thằng, đây chúng ta sẽ sử dụng một cái coordinator layout. Đây, đó, mình sẽ xóa cái thằng text view này đi. Ok, rồi, đầu tiên là các bạn khai báo cho mình một cái app-bar layout như thế này. Cái width ở đây mình sẽ để là mat parent, còn cái height ở đây mình sẽ fix một cái chiều cao mình, ví dụ như là 256 dp. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là theme. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái, đây các bạn có thể gõ, đây chúng ta sẽ sử dụng một thằng style
teamofplay.appcombat.dark.action3. Đây, đây là cái theme mà chúng ta sẽ sử dụng cho thằng app bar layout như thế này. Ok. Rồi, trong cái thằng này thì các bạn khai báo cho mình một cái thằng là, đây, chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng collapsing toolbar layout. Ok. Các bạn để width cho nó là mat parent, còn cái head thì các bạn để là mat parent cho mình. Trong cái thằng collapsing toolbar layout này thì các bạn để ý cho mình, chúng ta sẽ sử dụng một cái rất quan trọng, đó chính là các bạn gõ này là scroll. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng scroll frag như thế này. Đó, thì đầu tiên thì các bạn chọn cho mình là scroll. Và cái tiếp theo, đây, các bạn sẽ chọn cho mình là assist anti-collapse như này. Ok, trong cái thằng collapsing toolbar layout này thì các bạn để ý cho mình một cái trường rất quan trọng. Đây, các bạn gõ scroll này. Đây, chúng ta sẽ sử dụng một thằng app layout scroll frag như này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chọn cho mình cái thằng scroll. Sau đó là các bạn ấn một cái dấu suộc như này và chúng ta sẽ sử dụng tiếp một cái value nữa, đó chính là assist anti collapse. Đây, các bạn để ý cho mình cái thằng scroll flag của cái thằng này nhé. Ok. Rồi, trong cái thằng này thì chúng ta sẽ khai báo những cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo một cái image view. Đây, mình sẽ để cái này là mat parent. Width của nó mình cũng để là mat parent luôn. Ok. Scale time mình sẽ để là center crop như thế này. Ok. Ở đây thì mình sẽ set cho cái image view này một cái background. Đây, mình sẽ sử dụng cái thằng a.drawable. Tuy nhiên là chúng ta sẽ truyền cái thằng img header. Đây, các bạn để ý này, cái file này chúng ta đã chuẩn bị đầu tiên để chúng ta thiết kế giao diện. Ok. Rồi, một cái nữa cực kỳ quan trọng các bạn để ý cho mình. Đây, các bạn gõ layout. Đây, chúng ta sẽ chọn cái thằng app layout collapse mode như thế này và các bạn để cho mình cái thằng parallax như thế này. Ok, với cái thằng image view chính là cái thằng này này. Đó, thì các bạn để cho mình cái collapse mode là value như thế này. Ok. Tiếp theo là các bạn khai báo cho mình một cái view. Đây, mình sẽ để cái width là mat parent, cái head thì các bạn để cho mình là 80 dp như thế này. Ok. Đây, mình sẽ đóng ngoặc thằng này. Trong thằng này thì các bạn để cho mình cái layout gravity. Đây, mình sẽ để là top như thế này. Ok. Còn trong cái thằng này thì chúng ta sẽ set cho nó một cái background. Chúng ta sẽ sử dụng a.drawable. Đây, screen top down. Đây, các bạn nhớ cái thằng screen top down mà chúng ta thiết kế. Đây. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo là các bạn copy cho mình cái thằng view này. Chúng ta sẽ copy một cái thằng view nữa. Ở đây thì cái head của nó mình sẽ để là 160 dp như thế này. Cái layout gravity mình sẽ để là bottom. Đây. Và cái background thì mình sẽ sử dụng cái thằng drawable screen. Đó, đó là hai cái file mà mình đã thiết kế trong thư mục drawable. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng toolbar. Đây, các bạn gõ toolbar là chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng toolbar của thằng Android. Width thì các bạn để cho mình là mat parent, còn hết thì các bạn sẽ để cái kích thước này. Đây, các bạn gõ att như thế này. R. Đây, như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng action bar size. Ok. Rồi, mình sẽ đóng ngoặc như thế này cho nó gọn. Thằng này thì các bạn để ý cho mình cái thằng đây, layout collapse mode này. Đây, các bạn gõ layout. Đây, collapse mode như này thì các bạn sẽ để là pin cho mình. Ok. Rồi, ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái theme. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng một cái theme đó là, đây, các bạn chọn cho mình cái theme của cái thằng toolbar này, đó là Team Overlay App Compact Line như thế này. Ok. Rồi, vậy là mình đã thiết kế xong cái thằng layout của cái thằng App 3 như thế này. Ok. Thì thằng Android Studio ấy nó đang bị lỗi gen giao diện của cái thằng App 3 này. Thì mình cũng không biết tại sao. Có lẽ là mình sẽ sử dụng cái phiên bản Android Studio khác. Rồi, mình sẽ đặt ID cho những cái thằng này. Đầu tiên là cái thằng toolbar. Mình sẽ đặt cho nó một cái ID là toolbar như thế này. Đó, thằng này mình sẽ đặt cho nó một cái ID. Đây, mình đặt cái tên này luôn. Collapsing toolbar layout. Và cái thằng này sẽ là app bar layout. Ok, rồi.
Tiếp theo, sau khi mà chúng ta thiết kế xong cái thằng App Layout này thì chúng ta còn hai cái thành phần nữa. Một là thằng Recycle View. Đây các bạn khai báo cho mình một cái thằng Recycle View. Cái width ở đây mình sẽ để là Mat Parent. Ok, còn cái head ở đây mình cũng để là Mat Parent luôn. Rồi, tiếp theo là các bạn gõ cho mình một cái. Đây các bạn gõ Layout Behavior. Đây chúng ta sẽ sử dụng một cái string. Đây chúng ta sẽ sử dụng một cái string App Bar Scoring View Behavior như thế này. Đó, mình sẽ đóng ngoặc như này cho nó gọn. Ok, ở đây thì mình sẽ đặt cho nó một cái ID là Recycle View User như này. Rồi, ở đây thì mình sẽ thực hiện là padding một chút. Ví dụ như là mình padding top 16 dB, padding bottom 16 dB. Ok, rồi cuối cùng là chúng ta cần phải thiết kế một cái thằng Floating Action Button. Đây các bạn gõ này, Floating Action Button. Width ở đây thì mình sẽ để là Wrap Content. Head ở đây mình cũng để là Wrap Content. Ok. Rồi, ở đây thì mình sẽ thực hiện là margin một chút. Mình để margin là 16 dB. Rồi, suộc ở đây thì mình sẽ set cho nó một cái background đây. IC Action Add này. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng A cộng Drawable IC Action Add. Chính là cái mà chúng ta chuẩn bị đầu tiên này. Đó, các bạn để ý cho mình nhá. Tiếp theo là cái background theme thì chúng ta sẽ set. Ví dụ như là mình ở đây mình sẽ set màu hồng như thế này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng một cái thuộc tính đó là app này. Các bạn gõ cho mình cái Floating Action Button Size. Chúng ta sẽ chọn kích thước ở đây là Normal. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái Layout Anchor. Ở đây thì các bạn sẽ truyền cho mình này A cộng cộng ID. Đây các bạn sẽ truyền cho mình cái thằng ID của cái thằng App Bar Layout vào đây. Ok. Rồi, tiếp theo là một cái app cũng là Layout Anchor Gravity. Thì các bạn chọn cho mình Bottom và End Right như thế này. Ok, rồi vậy là chúng ta đã thiết kế xong cái thằng Floating Action Button. Ở đây thì mình sẽ đặt ID cho thằng này. Mình ví dụ như là Floating Action Button Add như thế này. Đó. Rồi, vậy là mình đã thiết kế xong cái thằng giao diện của cái thằng Main Activity. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái thằng Main Activity để chúng ta xử lý cái phần code. Đầu tiên thì các bạn khai báo cho mình này một cái thằng App Bar Layout. Ok. Đó. Tiếp theo là các bạn chúng ta sẽ khai báo thêm một cái thằng Collapsing Toolbar Layout. Rồi, chúng ta cần có một thằng Toolbar. Đây, của thằng Android. Đây các bạn để ý cho mình nha, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng Toolbar của thằng Android. Toolbar như này. Rồi, chúng ta cần một cái thằng Floating Action Button. Floating Action Button. Floating Action Button mình ví dụ như là Add như thế này chẳng hạn. Đó. Rồi chúng ta cần một thằng Recycle View. Recycle View User. Và cuối cùng là chúng ta cần một thằng User Adapter mà chúng ta thiết kế đầu tiên. Rồi, tiếp theo là các bạn cần, đây các bạn để ý cho mình cái tutorial này, chúng ta có một cái menu ở trên này. Ok, bởi vì là khi mà chúng ta collab cái thằng này vào thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái menu này, cũng như là chúng ta add thêm một cái menu nữa ở đây, cho nên là chúng ta sẽ phải thiết kế một cái thằng file menu. Đây, thì các bạn vào phần red này, các bạn tạo cho mình một cái thư mục tên là, đây chúng ta chọn directory này, chúng ta sẽ đặt tên là menu như thế này. Ok, ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái thằng menu resource file. Mình ví dụ như là mình đặt là menu main như thế này. Ok, rồi trong thằng này thì mình sẽ khai báo một cái thằng item. Đây các bạn có thể đóng ngoặc như này luôn. Đấy, ID thì mình sẽ đặt là ví dụ như là action setting như thế này. Ok, rồi title thì chúng ta sẽ cần một cái title ở trong cái thằng string. Đây mình sẽ đáp đi kết cái này ra. Mình ví dụ như là đây mình sẽ đặt tên là action setting như thế này. Setting, ok. Đây mình sẽ truyền cái thằng action vào đây, a cộng string action setting như thế này. Đó. Tiếp theo là cái order in category thì mình sẽ để là 100. Và một cái cuối cùng đó là show action thì mình sẽ để cái thằng level như thế này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái thằng main activity này. Ở đây các bạn khai báo thêm cho mình một cái thằng menu. Đó, mình sẽ đặt tên là
menu như thế này. Ok, tiếp theo là các bạn khai báo cho mình một cái biến và kiểu của nó là boolean, và mình đặt tên là expanded như thế này đó. Và các bạn để cho mình là true, bởi vì là trạng thái đầu tiên của nó là expanded như thế này. Ok, rồi chúng ta hãy cùng xử lý code. Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo thông qua file viewbyid. Đây, mình ở đây mình sẽ viết một cái hàm, mình đặt là void init ui. Ok, rồi ở đây thì mình sẽ khai báo lần lượt những cái thằng này bằng file viewbyid r.id app 3 layout. Ok, rồi tương tự cái thằng collab này, ok, toolbar này, rồi floating action button, floating action button app đây. Ok, recycle view, recycle view user đó. Vậy là mình đã khai báo xong tất cả những cái thằng thông qua file viewbyid, và mình sẽ gọi trên cái hàm onCreate này ui. Ok, rồi tiếp theo thì mình sẽ viết một cái hàm, mình đặt tên đó là, đây mình sẽ void, mình sẽ khởi tạo cái thằng toolbar. Đây mình sẽ tách ra một cái hàm init toolbar như thế này. Ok, trong cái thằng init toolbar này thì chúng ta sẽ gọi một cái hàm đó là set support. Đây chúng ta sẽ sử dụng một thằng set support action bar, và chúng ta sẽ truyền cái thằng toolbar trên này vào. Ok, rồi tiếp theo các bạn check cho mình nếu như get, đây chúng ta sẽ get support action bar. Đây, sau khi mà chúng ta set thành công thì chúng ta sẽ check xem nếu như mà nó khác null như thế này thì chúng ta sẽ, đây, chấm set display, đây home and up enable, và chúng ta sẽ truyền true vào đây như thế này đó, để nó hiển thị cái button này. Ok, rồi cái thằng này thì chúng ta sẽ gọi ở trên cái hàm onCreate này. Ok, tiếp theo là chúng ta cần có một cái hàm để chúng ta set dữ liệu lên cái thằng recycle view. Ở đây thì mình sẽ viết một cái hàm mới, void, mình sẽ đặt là init recycle view như thế này. Trong này thì các bạn xử lý cho mình như sau. Đầu tiên là cái thằng recycle view này, các bạn sẽ set, đây, head fix style, và các bạn truyền cho mình cái true vào đây. Ok, tiếp theo là các bạn xác định cho mình cái layout manager mà chúng ta sẽ sử dụng. Chúng ta sẽ sử dụng một thằng linear layout manager bằng new linear layout manager, và chúng ta sẽ truyền cái context vào đây. Ok, sau khi có thằng này rồi thì chúng ta sẽ set layout manager, đây, cho thằng recycle view, và chúng ta sẽ truyền cái thằng linear layout manager vào đây. Rồi chúng ta sẽ khởi tạo cái thằng user adapter lên bằng new user adapter. Ok, user adapter chấm set data. Đây, các bạn nhớ cái hàm set data chúng ta viết đầu tiên, tham số truyền vào sẽ là một list các user. Ở đây thì mình sẽ viết một cái hàm, mình ví dụ như là get list user như thế này. Đó. Thì sau khi có thằng adapter rồi thì chúng ta sẽ set adapter cho thằng recycle view này. Và chúng ta sẽ chuyển cái thằng user adapter vào đây. Ok. Rồi, đây mình sẽ viết một cái hàm mới này. Kiểu dữ liệu là một list các user. Đó, get list user. Đây, các bạn thấy nó đã hết báo đỏ rồi này. Ok. Rồi cái hàm này thì chúng ta sẽ gọi ở trên cái hàm onCreate như thế này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ xử lý cái hàm này. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái list này kiểu là user bằng new list như thế này. Đó. Và mình sẽ return ra thằng list này. Ok. Bây giờ mình sẽ add dữ liệu cho thằng list này. Chấm add new user. Đây các bạn để ý cho mình cái thằng user chúng ta sẽ có ba cái tham số truyền vào. Đầu tiên là chúng ta cần một cái ảnh r chấm rainbow. Đây, mình sẽ sử dụng cái thằng avatar 1 như thế này. Tiếp theo là chúng ta cần một thằng username. Ở đây thì mình sẽ đặt là username 1 như thế này. Ok, và cuối cùng đó là address. Mình ví dụ như là Nhân Hòa
Ok. Rồi. Đó, vậy là mình đã add dữ liệu cái thằng user này vào trong cái lead user này. Đó, mình sẽ duplicate cái thằng này ra. Đây mình sẽ sử dụng avatar 2 này. Đó. Ở đây thì mình sẽ duplicate cái này ra nhiều nhiều dữ liệu một chút. Đó, ok. Vậy là chúng ta đã có một cái hàm get lead user để chúng ta truyền vào cái thằng adapter này. Ok. Rồi, đây các bạn để ý cho mình ba cái hàm này. Đó. Rồi hàm cuối cùng là chúng ta phải xử lý cho cái thằng toolbar. Đây, các bạn chúng ta sẽ viết một cái hàm mới. Đây, mình sẽ đặt tên là void. Mình sẽ đặt tên là elite toolbar animation. Ok. Trong cái hàm init toolbar animation này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái thằng collapsing toolbar layout này. Các bạn copy cho mình cái thằng này. Chúng ta sẽ set title cho thằng này. Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng get string. Đây, chúng ta r.string.appname. Đó. Rồi. Tiếp theo là các bạn khai báo cho mình một cái đối tượng, đó là bitmap. Mình sẽ đặt tên là bitmap sẽ bằng bitmap factory. Đây các bạn gọi bitmap factory này chấm. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái thằng decode resource như thế này. Tham số đầu tiên thì chúng ta sẽ truyền get resource vào đây, và tham số thứ hai là chúng ta sẽ truyền cái r.drawable.img header vào đây. Ok. Đây các bạn, đây là cái mà chúng ta chuẩn bị từ trước này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng palette. Đây là cái thằng đầu tiên mà chúng ta import đấy. Đây các bạn chấm này from, đây chúng ta sẽ truyền cái thằng bitmap vào đây. Ok, chấm generate, đây new, các bạn ấn control cách này, chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng palette chấm palette async listener, và nó sẽ override lại cho chúng ta cái hàm này. Đây chúng ta sẽ xử lý code trong cái hàm này. Ok, trong cái thằng này thì chúng ở đây mình ví dụ như mình khai báo một cái kiểu in, mình đặt tên là my color như thế này, bằng sẽ cái thằng bằng thằng palette như thế này chấm get. Đây các bạn chọn cho mình cái vibrant color. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải thiết kế một cái color cho cái thằng toolbar, thì chúng ta sẽ vào cái thằng file color ở trong value như thế này. Mình sẽ duplicate cái thằng này ra. Ở đây mình ví dụ như là color toolbar như thế này. Ok, mình ở đây mình ví dụ như là mình chọn một cái màu blue như thế này. Đó, ở đây thì mình sẽ truyền cái màu mà mình vừa thiết kế vào đây. Get resource chấm get color r chấm color chấm. Ok. Rồi. Sau khi có thằng my color này thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng đây collapsing toolbar layout. Chúng ta sẽ set content. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái thằng set content screen color, và chúng ta sẽ truyền cái thằng my color vào đây. Ok. Rồi. Tiếp tục là cái thằng collapsing toolbar layout này, chúng ta sẽ set started. Đây. Started bar screen color, và chúng ta sẽ thiết kế một cái màu lửa ở trong cái thằng file color này. Mình sẽ duplicate cái này ra. Ở đây thì mình sẽ đổi tên cái này. Ở đây mình ví dụ như mình sử dụng một thằng black transparent như thế này. Ok. Ở đây thì các bạn khai báo cho mình cái mã màu ở đây đó là 33, sau đó là 6 con 0 như thế này. Đó, đó là một màu transparent gồm có 8 cái ký tự. Đây các bạn để ý cho mình nhá. Ok. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ truyền cái thằng color đó vào đây. Get resource chấm get color r chấm color chấm đây black transparent như thế này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý cái thằng app bar layout. Đây, thằng này thì các bạn ấn cho mình. Chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm, đó chính là add on upset chain listener. Đây và chúng ta sẽ truyền vào đây một cái new. Đây các bạn chọn cho mình appbar.layout.onUpsetChainListener như thế này. Và chúng ta phải override lại cái hàm này thì chúng ta sẽ viết code xử lý ở trong này. Đây các bạn check cho mình. Đây đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng mesh như thế này .abs. Ok. Đây chúng ta sẽ truyền cái thằng vertical upset vào đây. Ok. Các bạn check cho mình nếu mà lớn hơn 200. Đây thì cái thằng e expanded, đây các bạn để ý cho mình cái bin boolean mà chúng ta khai báo đầu tiên này, nó sẽ bằng
bằng for. Ok, nếu không thì chúng ta sẽ set cái thằng expanded lại bằng bằng true. Ok, rồi sau khi mà chúng ta set cho cái thằng expanded này thì chúng ta sẽ gọi một cái hàm, đó chính là invalidate option menu. Đó, các bạn để ý cho mình cái thằng appBurnout này. Ok, rồi thì cái hàm initToolbarAnimation này chúng ta xử lý như thế này, và chúng ta sẽ gọi nó ở trên cái thằng onCreate. Đây. Đó. Rồi, đây chúng ta cần một cái hàm nữa để chúng ta click vào cái thằng button này. Đây các bạn để ý này, ở đây thì nó show lên một cái toast như thế này. Ok, đây cũng vậy. Đó. Ở đây thì mình sẽ viết một cái hàm nữa. Ở đây mình sẽ đặt tên ví dụ như là onClick button ask. Ok. Rồi, thì cái thằng floating action button này chúng ta sẽ set onClickListener new onClickListener. Đó, trong này thì chúng ta sẽ thông báo lên một cái toast.makeText này. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển cái thằng main activity.zip vào đây. Đó. Đây, mình giả sử như là click button add như thế này. Toast.nextshot.show. Ok, rất là ngắn gọn thôi. Và mình sẽ gọi cái hàm này trên này. Rồi, tiếp tục là chúng ta xử lý cho cái thằng menu. Ở đây thì các bạn ấn on insert này, chúng ta chọn override method. Ở đây thì chúng ta sẽ override lại một cái hàm, các bạn search cho mình cái on create option. Đây, chúng ta sẽ override lại một cái hàm, đó là on create option menu. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm, đó chính là get inflator, get menu inflator chấm inflator, đây r chấm menu, menu chấm menu main. Đây các bạn để ý này, file mà chúng ta thiết kế này. Đó. Và cái tham số thứ hai thì các bạn truyền cho mình cái menu vào đây. Ok. Và chúng ta sẽ return true. Rồi, chúng ta sẽ gán cái thằng menu. Đây các bạn trên này. Đây, ở đây mình sẽ đổi một chút, mình ở đây mình đổi là mở menu như thế này đi. Ok. Đây, chúng ta sẽ gán cái thằng mở menu này bằng menu. Đó chính là hàm onCreateOptionMenu. Ok. Rồi, chúng ta sẽ, đây, chúng mình sẽ copy cho nó nhanh. Đây, chúng ta sẽ cần một cái hàm. Đây, các bạn, chúng ta sẽ cần một cái hàm, đó chính là onPrepareOptionMenu. Tham số truyền vào là một cái menu này. Đó. Thì các bạn check cho mình, nếu như mà cái thằng menu mà nó khác null và đây cái biến, đây, expanded mà nó bằng for, cũng như là cái thằng size của thằng menu mà nó khác một đấy, thì chúng ta sẽ add thêm một cái thằng add vào. Đó. Và cái icon là cái icon cộng như thế này. Đây các bạn để ý cho mình. Ok. Cái title của nó là add như thế này. Ok. Rồi. Và cái show as action thì chúng ta sẽ chọn menu item show as action if room. Ok. Thì đây chính là cái trạng thái khi mà nó collapse, còn đây là trạng thái khi mà nó expanded. Ok. Và các bạn return cho mình cái thằng super on prepare option như này. Ok. Còn khi mà các bạn muốn click vào cái thằng menu, đây mình sẽ copy cho nó nhanh bởi vì cái video nó cũng khá dài rồi. Đây. Thì các bạn sẽ override cho mình một cái hàm, đó chính là on option item selected. Đây. Ok. Khi mà chúng ta click vào thằng home thì chúng ta sẽ fill it. Đây các bạn để ý cho mình này. Chúng ta add cái thằng add vào đây thì item.get title mà chúng ta so sánh bằng cái add này, thì chúng ta sẽ thông báo lên một cái toast, đó chính là clicked add như thế này. Ok. Đó. Đây chính là ba cái hàm mà chúng ta sẽ xử lý cho cái thằng menu. Đây, chúng ta sẽ dựa vào trạng thái expanded cũng như là cái kích thước của cái thằng menu để chúng ta add thêm một cái action nữa vào. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta hãy thử build cái tutorial lên xem kết quả chúng ta thu được sau khi mà chúng ta xử lý cũng khá là dài thì chúng ta thu được cái gì. Ok. Rồi, vậy là nó đã build xong, nó đang install APK. Để các bạn đợi một chút. App chúng ta bị crash. Đây các bạn check, đây các bạn đợi một chút, chúng ta sẽ check crash là tại sao. Sorry các bạn. Đây các bạn để ý cho mình này.
Bởi vì trong cái tutorial của mình là chúng ta thiết kế sử dụng một cái thằng toolbar của thằng Android. Cho nên là các bạn phải vào cái thằng Android Manifest này. Đây các bạn là Android Manifest. Đây các bạn vào phần App Theme. Đây thì cái thằng này nó đang sử dụng một cái thằng Dark Action Bar, cho nên là nó bị conflict với thằng mà chúng ta khai báo ở trong file Main Activity. Thì các bạn thay thế cho mình cái này. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đó là No Action Bar. Ok, rồi bây giờ mình hãy build cái này lên xem cái kết quả chúng ta thu được lại đó là như thế nào. Đây các bạn để ý cho mình nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một cái low action bar ở trong cái thằng app theme. Rồi, đây các bạn nhìn thấy này. Đó, chúng ta đã có một cái thằng. Đây, chúng ta thử xem. Ok, rất là đẹp như thế này. Đó, các bạn để ý không? Đó, thì đây chính là một thằng recycle view này. Thì khi mà chúng ta scroll cái thằng này thì nó sẽ collapse cũng như expand cái thằng toolbar như thế này. Đây chính là cái floating action button. Đây, click button add này. Đó, khi các bạn kéo lên đây, chúng ta click vào đây thì click add. Ok. Đây, và nó sử dụng một cái animation rất là đẹp như thế này. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu cho tất cả các bạn cách mà chúng ta sử dụng cái thằng toolbar animation giúp chúng ta collapse cũng như là expand cái thằng toolbar này khi mà chúng ta scroll cái thằng recycle view. Rồi, bài này thì mình dừng ở đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Nếu như thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để nhận thông báo khi mình ra video mới. Cảm ơn tất cả mọi người.